Còn cái dây này đâu rồi? Dây này nằm đâu? Trúng mánh. Cái để nó bó nó mà đừng cắn gốc cây này được. Rõ chưa? Coi cái mùi nhá. Ừ, thơm quá. Tăng đồ nữa không? Cố lên anh em ơi. Anh Tám để lưu lại anh Tám mày. Mệt lắm. Sam bị sang ngài nữa. Sam dai. Mà cái này để lưu niệm lên em xem. Chỗ cái góc nó cái núm nhúng nhủi con chim này chứ. Nó ở đâu cái góc cài mất rồi. Giữ. Đây. Tao cái cài ở đâu? Dạ đó để đó. Đó. Em đi đổ xăm. Để con em đi đổ xăm. Đây không xe nữa, xăm đi đây xăm. Có cái cũ nữa đâu. Ô đây từ thầy ngu. Xăm đen, xăm đen là đây. Đó. Ủa có mới cũ nữa nè. Vào cái nước là nó hết. Cái thằng này nó. Đó. Ô trời. Vào cái xe thôi. Rồi hết luôn xung quanh. Thì bao gỗ đây chứ giờ mới có vậy. Chu ơi. Mẹ. Từ từ mày bố nó gặm ngon hết trơn cái thằng. Ừ, là chỗ cái góc cài mà phía làm sao đưa bố nhập mà. Nó gã nó thúi hết uống thiệt chứ thôi chứ chù cả mới luôn nghe cậu. Đây nè anh em xem mới sâm đen á, mà đen tráng mình đang gọi là sâm đen uống vô xa quá sâm đen không. Đồ mẹ gốc cây đi. Ủa làm đang phát hiện cái dây rồi nè. Đó dây rồi đi. À đúng rồi. Ai đây này. Đây dây rất nhiều. Nhiều lắm em kia nó kìa. Dây sầm đen á. Sầm đen. Thế này anh em lên nhà mình uống rượu ơi. Đây nè. Tâm sáng rồi cho anh uống nước thứ mấy không biết nữa. Còn to. Đó đồ được em chùm mày đỏ lắm. Đồ lừa đồ ra vũ lên một y cây con mì vậy chứ. Đồ mà nó để nó tột coi. Nó hử. Rồi được mình nấu nước uống được không? Uống dầm rượu. Rượu. Còn mới luôn hề. Phải ít nha. Bóp luôn cái rễ đi ra vô một cái góc rồi em. Cũ rồi rất là lượm. Thế rồi rút tim ra mà. Như anh em làm keo trúng bánh xăm. Ừ. Ồ, củ xăm y củ sáng. Nhanh cái bút này. Ừ, nó lên lùm ấy. Thì kia nó còn nó đoạn rồi đoạn. Đó, mọi người xem củ xăm này. Y kho bún. Đồ mà cái da này to lắm này. Ủa mình đang chưa hết ta. Nhiều lắm, bó nữa này. Đó mày mày cái trắng cái góc lại liền. Em thơ nè, đó. Con cái tèo. Thái rồi. Dạ, con thái rồi. Thái đồ đi. Đó. Rồi.
Giờ này làm sao? Trúng mắn. Chắc để nó nó mà đừng cắn gốc cây này được. Đó chưa? Coi cái mùi nhá. Ừ, thơm quá. Ăn đồ nữa không? Hay là rút? Đó. Để đây. Đó, mọi người xem xăm nè. Còn đây là trúng mánh á. Dâm rượu á. Cái đứa là he dai rồi đấy hả cậu? Dạ. Còn cái đĩa này đây nhiều ghê hay. Đó, đất đây. Mà phát trồi đất hết. Đây, có cái loa này nè. Đó. Cái cây này nào đâu? Cái cây thì quan trọng có gốc cây thế này, cái nồi này là cái này mới dưới đấy đi. Đây, 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 đây. Đâu? Cái này. Đâu? Cái dài của nó này. Thì nó bò lên cái cây nữa. Như cái cây này đâu, cái dài này bên đó mà gốc bên này thành thế nào? Đó, cây bên kia kìa. Truy tìm xăm. Cái nó ở nó ở. À ra đây này. Đó, dày nó đó. Cái nó ở đó mà nó giấu lại nó đào ấy. Hay quá ta. Đi. Hay là cái một dây nữa qua đây. Anh này. Đó 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 đúng rồi. Đây đây, đi ra tận phát hiện cái đó. À, coi con đi con được bao nhiêu cũ lừa ra đó chứ hình đó chứ cái góc này đồ rộng ra đồ góc biết rồi tàu cái này chắc tàu lắm anh vừa anh vừa ấy sao này đồ rộng ra đồ rộng ra đặt cứng quá biết ủa rễ kia mày đóng rồi còn mớ luôn mà đó cũ nữa đó xù cho quả thử cỡ một về thẻ cái tim đâu có phơi nắng à uống cái thùng sức không bỏ rồi đó hả hai xung quanh cứ bứng lên ê một bó thì cùng bên kia phải không? À, không phải. Đó dài nữa phải không? Không phải. Trong đó dùng giống ta. Dài nó khóc, dài nó khóc. Nó lót nó khóc nhau rồi không? Ờ, nhưng không phân biệt với đi nhầm lắm này. Gì cơ rồi? À, không? Khổ khó thế. Ở đây không phải, cái nó rất bìm bìm nhé. Cái đồi đúng đất, đồi đúng đất cứng. Ấy xung quanh đi cái đồi xung quanh cái bứng lên. Trời ơi, tới đất rồi mà. Trời ơi, bể hết. Ây, cái con mực á. Bạch tuộc á. Trời đó chứ. Đấy, xem đây là xăm.
làm gì luôn biết tên. Anh đồ đi. Kẻ kia nó mắc cái rễ mà. Anh mau qua anh lái. Mới hai mới cái hai góc nữa nghe.